Nãy giờ ví dụ. Now I share our lesson with you. Yeah. Ông nội ông không có chích thuốc được rồi chú ta. Hả? Tháng này ông không có thuốc, ông nội ông không có chích được. Rồi sao? Hẹn tháng sau. Bây giờ có đi về không? Để mai anh buổi chưa chạy mắt đã. Hả? Chích mắt đã chứ hả? Ngày nay nó lên nó test PCR để coi thử có có dương tính nữa không. Thì nếu mà ngày mai vô mà âm tính thì chích vô thuốc đó hả? Không, chích thuốc mắt đó. Chích mắt thử chứ. Chích mắt không à, đi. Chích mắt thôi. Ok. Rồi, con kia hết thuốc hả? Ừ. Còn ung thư thì hết thuốc rồi, phải đợi người ta hẹn tháng nữa. Nhưng mà khám tổng quát lại hết ok không? Chưa, nó không có thuốc, nó không có khám. À vậy hả? Ừ. Oh. Mai cầu cho anh chích vô, anh chích được thuốc mắt đi chứ. Nó sợ mắt nó mờ á. Mà lỡ mà bị mai mà vô mà nó còn dương tính nữa thì nó lại đuổi về. Ráng chứ giờ sao giờ? Thì biết vậy em cầu cho chết được. Ủa mà không biết về có về được không? Nếu mà xong biết có về được không? Chúng ta hỏi thử. Chưa có xe đâu, xe nào chạy rồi về. Hai đợt nó trở về ngày 9, ngày 11 rồi. Thuê xe cái nếu mà xe con ngày qua được hả? Chưa biết nữa. Không biết có xe cá nhân cho chạy không? Mà sợ nó về. Nó có thấy có đứa nó kêu nó về tự nhiên nó bị hút đi cách ly đó. Mà 14 ngày nó chưa cho về, 7 ngày nó chưa cho về, nó tăng lên 14 ngày luôn, nó tự tăng luôn. Người coi làm sao, người tới đó coi làm sao đã chưa? Thôi không nhé Hoàng. Dạ ok. Ok. Ok, hai lần rồi. Now, do you remember our last lesson? Our last lesson. Do you remember that? Nào, bác hỏi con là hôm trước con học cái gì, con còn nhớ không? Tháng này vừa học anh văn luôn. Now, I ask you our last lesson. What did you learn? Hôm bài bữa trước con học cái gì nào? Bài bữa trước con học cái gì con còn nhớ không? Dạ đi ăn nhiều. Đây. Okay, I will say with you here. We learned about school subject. Do you remember object? School object. Okay, classroom object or school things. Do you remember this here? This is about school things. What we use at our school and when we study. Đây là những cái vật dụng mà con sẽ dùng khi ở trường nè, hoặc là khi mà con học thì con dùng nó thì được gọi là school things hoặc là classroom object. Ok, now see this song. Do you remember this song again? Part 2. Glue. Crayon. Marker. Pencil case. Paper. Paperclip. Notebook. Stapler. Globe. Tape. Okay. Now one more time. Yeah. Glue. Crayon. Marker. Now marker. Pencil
Pencil case. Pencil case. Paper. 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 Paper clip. Paper clip. Paper clip. Paper clip. Notebook. 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 Stapler. Stapler. Globe. 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 Tip. 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 Mùi cua thơm dữ. Now, this word. Now, can you read this? Glue. 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 Do you have glue? Huh? Do you have this? Now, show me your glue. Yes, this is your glue. What color is it? It's red. Oh, look. Green or? It's blue. Blue, blue, blue. It's blue. Okay. And how about next? What is it? Crayon. Now, crayon. Crayon. Marker. Now, marker. Marker. Marker, okay. Next. Pencil case. Pencil case. What color is your pencil case? What color is it? It's green and orange and blue and white and gray and purple and yellow. Many colors. If you can see many colors on your pencil case, you can use this word. Con thấy có nhiều màu quá thì con sẽ dùng cái từ này nè. Colorful. Colorful pencil case. Okay. Now, this is colorful. Now, sorry. Pencil case. Okay. Now, my pencil case is colorful. Now, my pencil case is colorful. Pencil case is colorful. Okay. Now, next. Paper. Now, paper. Paper clip. Con có biết paper là gì không Hoàng? Paper. Yeah, show me. Yes, this is a paper. And paper clip. Paper clip. This is my paper clip. Cái đồ kẹp giấy á. This is my paper clip here. Can you see it? It's very small. I'm holding it. And next, you have notebook. Notebook. Con đừng có đọc cái từ này là notebook nha. Notebook nha. Đọc là notebook. Notebook. Nào. Notebook. Hả? Con làm gì vậy Hoàng ơi? Nào, notebook. Notebook. No, không có đọc là notebook. Bác vừa mới nói con lại đọc cái gì vậy? No, notebook. 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 Good. Chứ không phải là notebook đâu nghe. Next. Stapler. Now, stapler. Stapler. Globe. Globe. À, con có cái này. Cái stapler này là sao? Stapler này là sao hả? Yeah. Là cái gì? Đồ đồ chiến. Cái gì đó? Cái máy chiến gì á? Cái này nè. This is a stapler. Stapler. Hả? Cái ghim bấm á, cái đồ bấm á. Không, cái đồ mà để con bấm á. Ghim à. Cái ghim bấm. Nhà là mẹ stapler. Có đầy mà con. Okay. Now. Go. Đúng rồi, cái đó ở trên nhà thuốc có đó, gọi là stapler. Now, go. Now. Go. And tap. Now tap. Tap là cái cuộn băng keo á. Con có cái cuộn băng keo thì con gọi là tap. Tap. This is my tap. Paper tap. Okay. Yes. Tap. This is your tap. I see it. Now. Next. Má ơi. Má đi tức nếu khổ. Yeah. Now Hoàng. You have glue. Now, glue.
Glue, okay. Marker. Marker. Nào, con có glue là cái cuộn băng keo, cái hình này người ta để nó hơi bị giống cái cục tẩy ha. À, cái cuộn keo đó. Cái hồ, cái chén. Đúng rồi, cái keo của con đó, cái hồ dán đó. Ừ, gọi là glue, okay. Next, marker. Marker. Now, marker. Next, you have, what is it, Phan? You know this? Pencil case. Yes, pencil case. Pencil case. It's easy. Now, what this? Paper. Now, paper. Now, paper. Paper. Good. Now, paper clip. Paper clip. Now, paper clip. Paper clip. Now, C, K, K, clip. Paper clip. Clip. Now, con đọc clip. Now, yes, good. Paper clip. Paper clip. Good. Next is? Notebook. Now, notebook. 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 Good. Đừng có notebook nha. Notebook. Now, notebook. 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 Good. Okay. Next. If you have the questions, what school objects do you have? Okay. Nếu mà ai hỏi con cái câu hỏi này nè, what school objects do you have? Thì con sẽ trả lời là I have pen, paper clip, stapler, pencil, pencil, paper clip, ruler, eraser. Okay. And this one. This one. Now, do you have a marker? Ví dụ như bác hỏi con là do you have a marker, Hoàng? Và nếu con có thì con sẽ trả lời bác là yes, I yes, do. I do. Và nếu mà con không có thì con sẽ trả lời bác là no, I no. don't. Okay, I ask you, do you have a marker, Hoàng? No, I don't. Nào, marker là cái bút mà tô màu mà bự á, chứ nó không có nhất thiết. Con có cái từ á, mà bút dạ quang á, con sẽ có từ highlight. Highlight. Cái bút đó dùng để mà con đánh dấu cho nó nổi bật lên. Thì con sẽ gọi cái bút đó là bút highlight. Highlight pen or highlight marker. Ví dụ giống như con có mấy cây bút màu mà to á, hay là mấy cái cây bút mà con viết bảng đó, thì cái đó gọi là marker. Cái bút con viết cái bảng trắng đó Hoàng, con biết không? Không có. Now, where? Where's your marker? Let me see. Yes, this is your marker. You're right. And what color is your marker? It's white. It's white? Okay, good. And now tell me, what school subjects do you have? Now Hoàng, what school subjects do you have? I have. Nào con sẽ bắt đầu với I have. I have notebook. Yes, I have notebook. And what else? Anything else? I have book. Book. Okay, books. And what else? I have. Color pencil. Yes, color pencils. And bookcase. Do you have a bookcase? A pencil case, sorry. Do you have a pencil case? Yes, I. Con sẽ trả lời bác sao? Yes, I have. Now, yes, I have. Yes, I have. Good. Now, next. What do you have next? Do you have... Ruler. It's a ruler? Ruler box. Yes. How yes. many rulers do you have? How many rulers? Yes, you are right. How many rulers? Now, let's count. One, two, three, four. There are four rulers. Okay, good. Or you can answer me, I have four rulers. Now, I have four rulers. Four rulers. Good. Now, next, do you understand all of this? Now, you should write it down to your book. I said the board for you. And you write this one to your book.
Now you write this. Today is Wednesday. Okay, you can write this, and after that you say what school object do you have? And the answer is I have. Okay, for example, I have pens, pencils, and marker. Nếu mà con có nhiều thứ quá, con không có viết ra được đó, thì con sẽ dùng cái từ là and social marker. Social là nó bằng với cái dấu ba chấm là còn nữa đó. Okay. Now you write this sentence to your book, please. Okay. Okay. Now let's. Con đưa ra màn hình hả bác Trang? Không, vào vở con á. Write it down on your notebook. Okay. I hit my ruler rồi tầm lum luôn. Mà giờ phải lục lại cái vở đâu ta? Vợ con đâu? Con đi học con phải để vợ chứ. Hoặc là do you have, sau học á Hoàng để vợ sẵn đi con. Do you have a marker? Oh, sorry. Marker. And you say yes, I do. I do. Hoặc là nếu mà con không có thì con sẽ trả lời là no, I don't. Then. Okay, now let's try it one. Book. Trời ơi, chữ book nó cùi nè. Ơi. Con viết chưa? Con viết được chưa nào? Nhanh đi, rồi mình qua phần khác nữa hả? Hay là tí cái nữa cái này á, bác gửi cho mẹ đi rồi mẹ cho con viết. Bác gửi cho mẹ hoặc cho ba con nha. Gửi cho mẹ hay ba? Con gửi cho con. À, rồi, ok, bác sẽ gửi cho con ha. Không có Zalo mà. Rồi, ok con. Để bác gửi cho con liền. Đỡ mất công, chứ bây giờ con cứ lay hoay cái này, con mất cả 5 phút nữa con mới xong. Rồi, tí nữa khi nào sau giờ học thì con sẽ chép cái này vào vở. Ha. Ok, here. And next. Đấy. Rồi bác xe với con rồi đó. Nào, cái gì vậy Hoàng? Is your pen, is your ruler? Now to the next. Compass. And next. To the next. Now look and circle. Now can you do this one, Hoàng? It's easy. This is easy exercise. Oh, where are you? Ok, trong vòng 1 phút 30 giây. Now let's do that. Now, so you, now answer me. And the last one, Hoàng. The last one. Đánh đại, notable. Now, this one, now Hoàng, tell me. Answer me. What is it?
Goose. Nào, con sẽ trả lời bác sao? This is a clue. Now, this is a clue. This is a clue. Okay, how about this one? What is it? It's a pencil case. Good job. And how about this one? What is it, Huang? It's a paper. Yes, it's a paper. And the last one, what is it? It's a notebook. Yes, it's a notebook. Okay, now we check our answer. For the first one, let's see. Okay, I have glue. And number two is pencil case. Number three is a paper. And the last one is notebook. Next, now, how about this one? Where are you? Okay, it's now this one. What is this? And you choose the correct answer in there and circle it. Blue marker. Okay. Now, answer me. What is it, Huang? It's a goose. Now, let's check my answer. Where's my answer? Okay, I have the same answer with you. How about number two? What is it? It's a marker. You mark it down. Marker. It's a marker. What color is this marker? It's green. Oh, really? Is it a green? It's green or yellow? Yellow. Yes, it's yellow, not green. And how about this? What is it? Yes, I see. Oh, okay. But it's yellow. Now, how about this? Number three, Huang. What is it? It's a paper clip. Okay, it's a paper clip. What color is the paper clip? It's green. Really? It's green? It's green or blue? Blue. Yes, it's blue. Yes. And this one, what is it? It's a rubber. Okay. And how about this? What is it? It's a crayon. Crayon. And what color is this crayon? It's orange. It's orange. And the last one, what is it, Huang? For the last. It's a pencil case. It's a pencil case. Okay. Do you like this pencil case? Yes. Okay. Do you like your pencil case? Yes, I do. Okay. Now, next. With this one here, number two. I have the same answer with you. It's a marker. Number three, paper clip. Number four, rubber. Number five, crayon. And the last one is pencil case. Okay, now to the next. Look, read, and number. The first one is you have some pictures here and some words. Now let's do this. It's easy. Oh, Mr. Show.
Okay, good job. Now check my answer. Number one, I have the same. Number two, three, five, paper clip, and six, four, notebook, and number two. Now I ask and you answer. What is number four? What is number four, Huang? No, notebook. Now, is all you say number four is a notebook. Okay? Is before number center, four please. Is number four. Number four is a notebook. Now. Number four is notebook. Is a notebook. Is a notebook. Okay, and what is number five? What is number five, Huang? Number five. Number five is paper clip. Okay, what is number one? Number one. Number one is marker. Okay. Is a marker. Now, number one is a marker. Number one is a marker. Good job. Now, next. Mình xem bài tiếp theo mình có gì ha? Let's see for the school next. Item. Now, school item. Let's see. Now. Oh, what's this? Markers. Markers, right? Oh, why you choose, right? School item, now, this one. And you choose. I draw a picture and you say, what is it? Okay? What is it? Pencil. Case. Yes, pencil case. You say it's a pencil case. It's a pencil case. Good. Now let's see. Mình xem thử mình nghe có đúng không nhỉ? Now let's listen. Huh? Pencil case. Yes, pencil case. You're right. To the next. Let's see for the next. Oh, why you have this? This one I draw first. What is it? Yes, pencil is very easy for you. Pencil. Next. Markers. Oh no. How about this? Oh no. Next. Questions and I write. What is it? Pens. It's a pen. Now, it's a pen. It's a pen. Pen. Okay. Now, next. What is it? What is it, Huang? Quickly. Rubber. Rubber. Good job. Rubber. Rubber. Okay. Now, next, what is it? Crayon. Yes. You say they are crayons. They are crayons. Okay. Now, let's see. Crayon. Crayon. And next. Ruler. Now, here you have 40 per 40. Con có 14 điểm trên 40 điểm rồi nè. Okay, now let's see. Ruler. Ruler. Yeah, you say this is a ruler. This is a ruler. Now, next. But this, it's difficult to guess. What is this? It's a glue. Yes, it's a glue. Glue stick or glue. Cái này là cái con dùng cái từ glue stick cũng được hoặc là glue ha. Now next. Now you have 18 marks. Now next. What this? Book. Book. See. Now it's a book. Now it's a book. It's a book. Book. Okay, next. 20. Now you have 20 marks.
What this, Hoàng? Notebook. It's a notebook. It's a notebook. Notebook. Okay, next, let's see. 23 marks for this one. Oh my God. What this? What are they? What is they are? They are papers. Good. Now see. Oh no. Now 36 marks. Let's see. What this? What this one? It's a table. Is a table or one small word? Yes. Desk. Now desk. Desk. Let's see. Okay, desk. Yes. This is a desk. Yes. Okay, and now let's see how much do you have? Oh, you have 46 per 40. 36 mark. And with this one, I think you have 40. Bác nghĩ là con được 40 điểm chứ con trả lời đúng hết mà không? Okay, 40 marks. Good job. Excellent. Now, our lesson stop here. And then we move to another part. I give you a song about the routine, about daily routine. I send you this song. Here. This is the song. This is an interesting song for you. Here. Can you see this, Hoàng? Can you see the song? All right, here we go. I wake up. I wash my face. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. Now, I brush my teeth. I comb my hair. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. I eat breakfast. I go to school. This is what I do when I wake up in the morning. This is what I do when I wake up. Now, I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I comb my hair. I eat breakfast. I go to school. All right. Okay, that is about this song. Now I show you. What do you do in the morning? Okay, when you wake up. Now you have this one. I cleared this and this one. Now, what do you do in the morning?
You have the questions. What do you do in the morning? Morning. This way I change this one. Okay. What do you do in the morning? You say, now Huang, what do you do in the morning, Huang? I? What? You say, I wake up. I wake up. I wake up. I wash my face. I wash my face. Hi. Okay, face. Now, read this word, face. Remember S at the end. Face, okay? Wash my face. Wash my face. I fight. Có cái chữ wash này nè, nó sẽ giống như với cái chữ fish. Wash my face. Wash my face. Good. And next, Brush your teeth. Yes, I brush my teeth. Sao mà con đánh cái răng của bác được? I brush my teeth. I brush my teeth. Okay. And after brush your teeth, you go to comb my hair. Comb your hair. Comb my hair. Comb your hair. Comb my hair. Comb my hair. Nhớ nha, nhớ là chải tóc mình đó nha, chứ không phải chải tóc ai đâu. Okay, I comb my hair. What this? I have breakfast. I have breakfast. Okay, mình ăn sáng. Then I go to school. Okay. Now, Huang, tell me, what do you do in the morning? I wake up. Okay, I wash my face. Brush my teeth. Now, brush, con có cái từ đó là brush. Brush my teeth. Brush my teeth. Chứ không phải là bus. Bus là cái chiếc xe buýt rồi. Con có từ brush my teeth. Brush my teeth. Good. Comb my hair. Cái chữ comb my hair. À, trong cái chữ comb này nè. Comb. Nó không có comb đó. Cái chữ bờ này mình sẽ không có đọc. Con sẽ là có comb thôi. Comb my hair. I comb my hair. No, I comb my hair. Comb my hair. I have breakfast. I go to school. Now, okay. Do you remember all the accents? Con nhớ hết mấy cái đọc từ này chưa nào? Wake up. Brush my face. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Have breakfast. I go to school. Okay. Now I make the accent and you guess what is it. Bây giờ bác sẽ làm cái hành động và con sẽ đoán thử bác đang làm gì nha. Are you ready? Yeah. Are you ready? Okay. Wake up. Okay, comb my hand. Good job. My hair, chứ không phải là my hand. My hair. Comb my hair. Okay. I have breakfast. Okay, good job. Have breakfast. And but this. Wash my face and I
right? I go to school. Oh, you have go to. Con đọc mà con đọc cái chỗ này này hả? No, I go to school. I go to school. Go to. À, đúng rồi. I go to school. Con sẽ đọc, con đọc vậy thì nó sẽ nhanh hơn đọc đó là I go to school, đúng không? Con đọc là I go to school. I go to school. I go to school. Okay. Now, remember this one. I will send this one to you and you write down to your book, to your notebook. Bác sẽ ghi cái này nha. Bác gửi cho con, bác chụp hình lại, bác gửi cho con rồi con viết vào trong vở của con được không nào? Okay. Hôm nay có nhiều bài quá hè. Thôi nhưng mà con viết giờ này thôi, hai cái này thôi, rồi hôm sau bác cho cái khác. Cái cũng nhiều quá, con đâu có làm nổi đâu. Ok, con viết hết cái này vào vở cho bác nha. Rồi con nhớ nói mẹ chụp hình hay là ba chụp. À con chụp hình cũng được, con chụp hình cái vở của con gửi lại cho bác ha. Ok. Chụp hình cho mẹ. Cái gì chụp hình cho mẹ rồi mẹ gửi cho bác nữa hả? Thì con cũng chụp được mà. Con làm. Không, con chụp con gửi mẹ lúc đó mẹ đang ở xa. À, okay. Now listen this one again and to stop our lesson. Let's see. Mình xem cái này rồi mình nghỉ nha. I do when I wake up the morning. Now. This is what I do. This is what I wake up. What I do when I wake up. Okay. Now. I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I comb my hair. I eat breakfast. I go to school. I go to school. All right. Okay. That is all about our lesson for today. Do you have any questions? Con có câu hỏi gì không? No. Hai trên trường con học tới đâu rồi? Đang lụt sách bài học. Sách bài học bài. Con học mà hết bài 1 chưa? Con học tới đây rồi. Tao cần chiếu cho bác xem. Con đưa con vô cuốn sách lên là bác biết à. Ok, tới cái bài đọc đúng không? Yeah. Vậy là con hết bài rồi đúng không? Con hết bài luôn rồi. Ok, rồi bác biết rồi. Now, our lesson will stop here and see you next time on Monday. Ok, bye bye Hoàng. See you. Chào bác Trang. Ok, bye bye.